Thành phố Huế, thành phố di sản văn hóa thế giới. Thưa quý vị, khởi tranh từ ngày 11 tháng 4 với chặng đua đầu tiên vòng quanh Hồ Hoàn Kiếm tại thủ đô Hà Nội. Tính đến ngày hôm nay thì cuộc đua đã đi được 1/3 chặng đường với 7 chặng đấu diễn ra vô cùng kịch tính, hấp dẫn với chất lượng chuyên môn rất cao. Và sau một ngày nghỉ ngơi tại thành phố Huế thì hôm nay các vận động viên lại tiếp tục bước vào thi đấu chặng thứ 8 vòng Trường Tiền Phú Xuân bên dòng sông Hương thơ mộng. Và ngay bây giờ chúng tôi xin kính mời quý vị khán giả hãy cùng đến với phần lễ trao thưởng chặng đua thứ 7 và thi đấu chặng thứ 8. Một lần nữa, ban tổ chức chúng tôi trân trọng kính mời quý đại biểu, quý vị khách quý đã có phía ngoài tầng tư thì tầng này để chuẩn bị cho chương trình khai mạc sáng nay. Là xong rồi hả?
chào quý vị và các bạn đến với chương trình truyền hình trực tiếp cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 27 năm 2015 non sông liền một giải. Chặng thi đấu thứ 8 diễn ra tại thành phố Huế, thành phố di sản văn hóa thế giới. Thưa quý vị, khởi tranh từ ngày 11 tháng 4 với chặng đua đầu tiên vòng quanh Hồ Hoàn Kiếm tại thủ đô Hà Nội. Tính đến ngày hôm nay thì cuộc đua đã đi được 1/3 chặng đường với 7 chặng đấu vô cùng kịch tính, hấp dẫn với chất lượng chuyên môn rất cao. Và sau một ngày nghỉ ngơi tại thành phố Huế thì hôm nay các vận động viên tiếp tục bước vào thi đấu chặng thứ 8 vòng cầu trường Tiền Phú Xuân bên dòng sông Hương thơ mộng. Và ngay bây giờ chúng tôi xin mời quý vị khán giả hãy cùng đến với phần trao thưởng chặng thi đấu thứ 7 và tiến hành thi đấu chặng thứ 8. Xin nhiệt liệt chào mừng quý vị đại biểu, quý vị khách quý, các trưởng đoàn, huấn luyện viên, trọng tài, vận động viên cùng toàn thể khán giả về dự lễ trao giải chặng 7 và khai mạc chặng 8 cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 27 năm 2015 non sông liền một giải. Kính thưa quý vị đại biểu, thưa các đồng chí và các bạn cùng khán giả truyền hình, trưởng thành và lớn mạnh cùng với sự phát triển của đất nước suốt 26 năm qua, cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 27 năm 2015 non sông liền một giải vinh dự nằm trong chương trình lễ quốc gia chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30 tháng 4 năm 1975,
30 tháng 4 năm 2015. Đồng thời, đây cũng là sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 125 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn vàn kính yêu của dân tộc. Cuộc đua năm nay đã được khởi tranh vào ngày 11 tháng 4 tại thủ đô Hà Nội và kết thúc vào đúng ngày 30 tháng 4 tại thành phố Hồ Chí Minh. Chiều ngày 16 tháng 4 vừa qua, đoàn đua đã thực hiện thành công chặng đua thứ 7 từ Quảng Trị đến trước Phú Văn Lâu và nhận được những tình cảm nồng nhiệt của đông đảo người dân thành phố Huế. Sáng nay, ban tổ chức cuộc đua tiến hành trao thưởng chặng 7 và thi đấu chặng 8 với 20 vòng đua Trường Tiền Phú Xuân. Đến tham dự buổi lễ, ban tổ chức xin nhiệt liệt chào mừng và xin trân trọng kính giới thiệu. Về phía Trung ương, xin trân trọng kính giới thiệu ông Phạm Minh Tuấn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao, ban chỉ đạo cuộc đua. Về phía tỉnh Thừa Thiên Huế, xin nhiệt liệt chào mừng và xin trân trọng kính giới thiệu ông Nguyễn Dung, tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế. Xin trân trọng kính giới thiệu bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Phó trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy. Xin trân trọng kính giới thiệu ông Phan Tiến Dũng, tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế. Xin trân trọng kính giới thiệu ông Lê Quốc Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế. Về phía ban tổ chức cuộc đua, chúng tôi xin trân trọng kính giới thiệu ông Nguyễn Quý Hòa, Thành ủy viên, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, trưởng ban tổ chức cuộc đua. Ông Lê Văn Phú, Phó trưởng ban thường trực ban tổ chức cuộc đua. Ông Ngô Quang Vinh, Phó Tổng Thư ký Liên đoàn Xe đạp Mô tô Thể thao Việt Nam. Ông Bùi Ngọc Trung, trưởng ban trọng tài và các khách mời của ban tổ chức cuộc đua. Về phía nhà tài trợ, xin trân trọng kính giới thiệu ông Nguyễn Đức Minh, Giám đốc khu vực 3 Tập đoàn Hoa Sen. Ông Phạm Lê Tấn Phong, Giám đốc Trung tâm Truyền thông Tập đoàn Tân Hòa Phát. Tham dự lễ còn có sự hiện diện của các cơ quan ban ngành đoàn thể tỉnh Thừa Thiên Huế và thành phố Huế, các cơ quan thông tấn báo chí của trung ương và địa phương. Đặc biệt là sự hiện diện của 84 vận động viên của 12 đội đua đến từ các tỉnh thành ngành trên toàn quốc, đông đảo du khách và khán giả thành phố Huế đến dự, cùng hàng triệu khán giả đang theo dõi trực tiếp qua màn hình nhỏ trên sóng HTV9, HTV Thể thao Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, VTV6 Đài Truyền hình Việt Nam. Một lần nữa, thay mặt ban tổ chức, chúng tôi xin nhiệt liệt chào mừng quý vị đại biểu, quý vị các quý, các đồng chí và các bạn về tham dự buổi lễ hôm nay. Tiếp theo chương trình, ban tổ chức xin trân trọng kính mời ông Nguyễn Dung, tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế lên phát biểu chào mừng. Xin trân trọng kính mời. Kính thưa ông Phạm Minh Tuấn, Phó Tổng cục trưởng, trưởng ban chỉ đạo cuộc đua. Kính thưa ông Nguyễn Quý Hòa, Thành ủy viên Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng giám đốc Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, trưởng ban tổ chức cuộc đua. Kính thưa quý vị đại biểu, quý vị khách quý và các bạn. Hôm nay, giữa lòng Thành phố Huế cổ kính, nằm bên dòng sông Hương hiền hòa, thơ mộng và xinh đẹp, nhân dân Thừa Thiên Huế vinh dự đón tiếp và được trực tiếp theo dõi tài năng của các vận động viên, các tay đua đến từ các tỉnh thành trong cả nước tham dự chặng đua Trường Tiền Phú Xuân trong khuôn khổ cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 27 năm 2015, non sông liền một dải. Đây là lần đầu tiên cuộc đua được đưa chính thức vào chương trình lễ kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng đất nước cấp quốc gia, và đoàn đua này sẽ mang âm hưởng cuộc đua này để dự mít tin chính thức kỷ niệm ngày toàn quốc thống nhất được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh sắp tới. Thay mặt lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế, tôi xin gửi đến quý vị đại biểu, quý vị khách quý, các đoàn vận động viên, toàn thể khán giả đã trực tiếp theo dõi cũng như khán giả cả nước đã theo dõi cuộc đua qua sóng truyền hình Việt Nam lời chào mừng nồng nhiệt và trân trọng nhất, chúc cuộc đua thành công tốt đẹp. Kính thưa các đồng chí và các bạn, cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh và Liên đoàn xe đạp mô tô Việt Nam tổ chức xuất phát tại thủ đô Hà Nội sau một thời gian tranh tài trải qua 7 chặng đua qua 5 tỉnh thành, và hôm nay đoàn đua bước vào chặng thứ 8 của hành trình về Thành phố Hồ Chí Minh. Xuyên suốt chiều dài lịch sử của các kỳ tổ chức, cuộc đua xe đạp tranh cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 7 diễn ra trong thời điểm cả nước hân hoan kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước 30 tháng 4 1975, 30 tháng 4 năm 2015, với sự góp mặt của 12 đội đua mạnh đến từ các tỉnh thành trong cả nước. Chúng tôi kỳ vọng rằng cuộc đua sẽ diễn ra hết sức sôi nổi, thành công. Các vận động viên sẽ cùng nhau vượt qua thử thách và quyết tâm lập nhiều thành tích, đóng góp phần vào sự thành công chung của giải. Kính thưa quý vị,
Huế vinh dự được ban tổ chức chọn là địa phương đăng cai chàng Huế và xuất phát chàng Huế Đà Nẵng xuyên suốt trong nhiều năm liền của lịch sử tổ chức giải. Chúng tôi đánh giá rất cao sự đóng góp của ban tổ chức cuộc đua và phong trào xe đạp nước nhà. Hy vọng cuộc đua đón những sự ủng hộ, cổ vũ nhiệt tình của đồng bào cả nước và ngày một không ngừng phát triển lớn mạnh trong tương lai. Những dịp này, thay mặt lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế, xin chúc các đội đua thi đấu thành công, chúc các bạn có nhiều niềm vui, hạnh phúc và có những kỷ niệm đẹp trong những ngày lưu lại với cố đô Huế, khúc ruột của miền Trung thân yêu của Tổ quốc. Chúc cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 27 năm 2015 thành công tốt đẹp. Xin chân thành cảm ơn. Kính thưa quý vị đại biểu, thưa các đồng chí và các bạn, nhân dịp cuộc đua xe đạp tranh cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 27 non sông liền một dải khai mạc chặng Trường Tiền Phú Xuân, lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế có lãng hoa chúc mừng và quà lưu niệm cho ban tổ chức. Chúng tôi xin trân trọng kính mời ông Lê Văn Phú, Phó trưởng ban thường trực ban tổ chức cuộc đua ra nhận hoa và quà lưu niệm của lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế, và xin trân trọng kính mời ông Nguyễn Dung, tỉnh ủy viên, phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế thay mặt lãnh đạo tỉnh ra tặng hoa và quà lưu niệm cho ban tổ chức cuộc đua. Xin trân trọng kính mời. Rồi, xin cảm ơn các đồng chí lãnh đạo. Và kính thưa quý vị, để có một chặng đua thành công từ Quảng Trị về Thành phố Huế, ban tổ chức cuộc đua đã nhận được sự giúp đỡ tận tình và phối hợp chặt chẽ của các cơ quan ban ngành đoàn thể tỉnh Thừa Thiên Huế. Để đáp lại tình cảm của nhân dân Thừa Thiên Huế dành cho ban tổ chức cuộc đua trong nhiều năm qua, ban tổ chức xin trân trọng kính mời ông Nguyễn Dung, tỉnh ủy viên, phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế, xin trân trọng kính mời ông Phan Tiến Dũng, tỉnh ủy viên, giám đốc sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế lên nhận kỷ vật lưu niệm của ban tổ chức cuộc đua, và xin trân trọng kính mời ông Nguyễn Quý Hòa, tổng giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam, trưởng ban tổ chức cuộc đua lên tặng kỷ vật lưu niệm cho ban tổ chức địa phương. Xin trân trọng kính mời. Xin cảm ơn các đồng chí lãnh đạo. Tiếp theo là phần trao quà của ban tổ chức cuộc đua cho các học sinh nghèo vượt khó. Kính thưa quý vị, nhân dịp này, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh có trao tặng 20 chiếc xe đạp cho 20 học sinh nghèo, học sinh hiếu học của tỉnh Thừa Thiên Huế. Xin mời các em học sinh chúng ta lên nhận quà của ban tổ chức. Và ban tổ chức sẽ trao tượng trưng cho 5 em. Ban tổ chức xin trân trọng kính mời ông Nguyễn Quý Hòa, tổng giám đốc Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, trưởng ban tổ chức cuộc đua, đại diện cho nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trao học bổng cho các em. Xin trân trọng kính mời.
Xin cảm ơn ông Nguyễn Quý Hòa và xin chúc mừng các em học sinh. Kính thưa quý vị, sự lớn mạnh của cấp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh trong những năm tháng qua có sự đóng góp công sức không nhỏ của nhiều cơ quan ban ngành trung ương cũng như của tỉnh thành bạn, có sự đồng hành của nhiều đơn vị kinh tế, và năm nay cấp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 27 năm 2015 non sông liền một dải hân hạnh chào đón một nhà tài trợ mới, đó là tập đoàn Hoa Sen. Không chỉ là nhà tài trợ chính của cuộc đua, tập đoàn Hoa Sen còn tham gia thêm phần trao thưởng cho các đội đạt thứ hạng cao tại các giải đồng đội qua mỗi chặng đua, với mong muốn đóng góp nhiều hơn nữa cho các hoạt động mang ý nghĩa nhân văn của cộng đồng tại các địa phương nơi đoàn đua đi qua và lưu lại. Tập đoàn Hoa Sen cùng ban tổ chức cuộc đua sẽ trao tặng nhiều phần quà ý nghĩa dành cho các học sinh nghèo hiếu học. Và sau đây, ban tổ chức xin trân trọng kính mời 10 học sinh là học sinh nghèo hiếu học của tỉnh Thừa Thiên Huế chúng ta lên nhận phần thưởng. Ban tổ chức xin trân trọng kính mời ông Nguyễn Đức Minh, giám đốc khu vực 3 của tập đoàn Hoa Sen lên trao tặng học bổng 10 chiếc xe đạp cho các học sinh. Xin trân trọng kính mời. Xin cảm ơn ông Nguyễn Đức Minh và xin chúc mừng các em học sinh. Tiếp theo là phần trao thưởng chặng 7. Ban tổ chức xin mời tổng trọng tài Bùi Ngọc Trung lên công bố kết quả thi đấu chặng 7. Xin trân trọng kính mời. Kính thưa quý vị đại biểu cùng toàn thể các thành viên tham dự giải đua và khán giả dự khán, tôi xin thay mặt ban trọng tài điều hành giải công bố kết quả chặng thi đấu thứ 7 từ thành phố Đông Hà về thành phố Huế. Cự ly thi đấu là 70 km. Thành tích của vận động viên về đầu là 1:44:26. Tốc độ trung bình của đoàn đua là 40,217 km/h. Kết quả chặng này như sau: vận động viên Đỗ Tuấn Anh của Dược Domeco Đồng Tháp hạng nhất, hạng nhì là vận động viên Trần Quang Quyền của quân khu 7, hạng ba vận động viên Lê Quang Duẩn của VUS Thành phố Hồ Chí Minh, hạng tư vận động viên Lê Nguyệt Minh của Magnasium Thành phố Hồ Chí Minh, và hạng năm vận động viên Trịnh Đức Tâm của ADC Truyền hình Vĩnh Long. Trong chặng này có một giải thưởng tại thị trấn Phong Điền, thì vận động viên Nguyễn Minh Việt của BTV Bình Dương chiến thắng. Kết quả đồng đội chặng 7, hạng nhất đội Dược Domeco Đồng Tháp, hạng nhì đội ADC Truyền hình Vĩnh Long và hạng ba đội VUS Thành phố Hồ Chí Minh. Sau 7 chặng thi đấu, đội Hạt Ngọc Trời An Giang vẫn đang dẫn đầu bảng xếp hạng đồng đội. Vận động viên đang tạm mặc áo đỏ sau 7 chặng là vận động viên Phan Hoàng Thái của Dược Domeco Đồng Tháp. Vận động viên đang tạm mặc áo trắng sau 7 chặng là vận động viên Nguyễn Minh Việt của BTV Bình Dương. Vận động viên đang dẫn đầu bảng điểm áo xanh là vận động viên Đỗ Tuấn Anh của Dược Domeco Đồng Tháp. Và vận động viên đang tạm mặc áo vàng sau 7 chặng là vận động viên Hồ Huỳnh Vạn An của Hạt Cọc Trời An Giang. Phần báo cáo kết quả của trọng tài đến đây là hết. Trân trọng kính chào. Sau đây là phần trao giải, xin mời vận động viên đạt thứ hạng 4 và 5 chúng ta lên bục để nhận giải thưởng. Xin mời hai vận động viên hạng 4 và hạng 5 chúng ta lên bục để nhận giải thưởng. Ban tổ chức
Xin trân trọng kính mời ông Phạm Lê Tấn Phong, đại diện tập đoàn Tân Hiệp Phát lên trao giải cho các vận động viên. Xin trân trọng kính mời. Xin cảm ơn ông Lê Tấn Phong và xin chúc mừng các vận động viên. Tiếp theo là phần trao giải hạng nhất nhì ba. Xin mời các vận động viên lên bục để nhận giải thưởng. Ban tổ chức xin trân trọng kính mời ông Phan Tiến Dũng, tỉnh ủy viên, giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế ra trao giải. Xin trân trọng kính mời. Xin cảm ơn ông Phan Tiến Dũng và xin chúc mừng các vận động viên. Sau đây là phần trao thưởng giải đồng đội chặng 7. Xin mời các đội đạt thứ hạng chúng ta lên bục để nhận giải thưởng. Ban tổ chức xin trân trọng kính mời ông Phan Tiến Dũng, tỉnh ủy viên, giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế ra trao giải. Xin trân trọng kính mời. Xin cảm ơn ông Phan Tiến Dũng và xin chúc mừng các vận động viên. Tiếp theo, ban tổ chức xin trân trọng kính mời ông Nguyễn Đức Minh, giám đốc khu vực 3 của tập đoàn Hoa Sen lên trao thưởng. Xin trân trọng kính mời. Xin cảm ơn ông Nguyễn Đức Minh và xin chúc mừng các vận động viên. Và sau đây là nghi thức mặc áo xanh, áo vàng sau 7 chặng. Xin mời áo xanh tay đua Đỗ Tuấn Anh của Dược Domeco Đồng Tháp lên bục. Ban tổ chức xin trân trọng kính mời ông Nguyễn Quý Hòa, tổng giám đốc Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, trưởng ban tổ chức cuộc đua lên mặc áo xanh cho vận động viên. Xin trân trọng kính mời. Xin cảm ơn ông Nguyễn Cử Hoa và xin chúc mừng vận động viên. Tiếp theo là phần mặc áo vàng cho tay đua Ô Huỳnh Vàng An của ekip Hạt Ngọc Trời An Giang. Xin mời vận động viên lên bục. Ban tổ chức xin trân trọng kính mời ông Nguyễn Dung, tỉnh ủy viên, phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế lên mặc áo vàng cho tay đua Ô Huỳnh Vàng An. Xin trân trọng kính mời. Bắc Trung Nam, Hà Nội, Huế, Sài Gòn, chặng đường đua nối vòng tay lăn. Hà Nội, Huế, Sài Gòn, hành trình vui xuân chúng ta. Con đường đua xuyên qua nước ta, nối liền tình yêu thiết tha. Từ Thăng Long về thăm cố đô, vượt hai vân thành hàng lên nhanh, hướng về thành phố ba. Khi Trường Sơn rực rỡ nét xanh, khi biển bao la xanh rất xanh, dường như ai ha. Bên cánh đồng xa, vượt đèo cao ba.
bàn chân lên nhanh, bước đường xa băng băng lướt qua, cho dù mưa hay nắng. Đà Lạt tới đôi ta. Xin cảm ơn ông Nguyễn Dung và xin chúc mừng vận động viên. Sau đây là phần tặng hoa cho các đơn vị tham dự cuộc đua. Ban tổ chức xin trân trọng kính mời ông Phạm Văn Tuấn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao. Xin trân trọng kính mời ông Nguyễn Dung, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế. Xin trân trọng kính mời ông Nguyễn Quý Hòa, Tổng giám đốc Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, trưởng ban tổ chức cuộc đua. Xin trân trọng kính mời ông Phan Tiến Dũng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch ra tặng hoa và động viên các đội đua cùng tổ trọng tài. Xin trân trọng kính mời. Thưa các đồng chí và các bạn, lễ trao thưởng tặng bài và khai mạc tháng 8 cuộc đua xe đạp toàn quốc đánh cấp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 27 năm 2015 non sông liền một dải đến đây đã kết thúc. Trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo cùng toàn thể quý vị đã tham dự buổi lễ. Kính mời toàn thể quý vị đại biểu cùng khán giả truyền hình chuẩn bị theo dõi và cổ vũ cho vận động viên bước vào tranh tài chặng đua thứ 8 với 20 vòng đua quanh cầu Trường Tiền và Phú Xuân đầy thơ mộng của Thành phố Huế. Và xin mời các vận động viên chúng ta về vị trí để chuẩn bị xuất phát. Ban tổ chức xin trân trọng kính mời ông Nguyễn Dung, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế phất cờ xuất phát cho chặng đua thứ 8. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang đến với chặng đua thứ 8 của cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 27 năm 2015 non sông liền một dải. Chặng đua sẽ diễn ra với 20 vòng. Vòng quanh cầu Trường Tiền và Phú Xuân tại thành phố Huế. Và để chuyển tải những thông tin rất hấp dẫn về cuộc đua, về chặng đua này cũng như là những nhận định sâu sắc nhất về mặt chuyên môn đến quý vị khán giả, chúng tôi đã mời đến phim trường ngày hôm nay một vị khách mời, một cái gương mặt rất quen thuộc đối với những ai yêu thích xe đạp đường trường tại Việt Nam. Xin được giới thiệu đại úy chuyên nghiệp, huấn luyện viên Trần Thôi, huấn luyện viên của đội xe đạp quân khu 7. Và ngay sau đây thì trước khi đến với những nhận định của huấn luyện viên Trần Thôi về các diễn biến ở trong chặng đua ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với với phần phất cờ xuất phát của chặng đua này. Xin được cảm ơn Thomas Sen là nhà tài trợ chính của chương trình và Trà Thơ Mộc Đất Tây Thanh là nhãn hàng tài trợ đã cùng đồng hành với chúng tôi ở trong cúp truyền hình năm nay. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với khu vực đích đến để chuẩn bị theo dõi phần xuất phát của các tay đua. Có thể nhận thấy là vào lúc này thì tất cả các tay đua đều đã sẵn sàng ở khu vực đích đến này. Sau 7 chặng đua vừa qua thì tay đua đang tạm thời dẫn đầu ở trên bảng tổng sắp cá nhân. Đó là tay đua đang có mặt ở trên màn hình của chúng ta. Tay đua Hồ Huỳnh Vạn An của ekip Hạt Ngọc Trời An Giang. Hồ Huỳnh Vạn An cũng là tay đua đã đoạt được chiếc áo vàng chung cuộc của cúp truyền hình năm 2014. Còn trên bảng xếp hạng áo xanh thì lúc này người đang tạm thời giữ chiếc áo xanh đó là tay đua của Dược Domasco Đồng Tháp, tay đua Đỗ Tuấn Anh. Đó cũng là một tên tuổi rất quen thuộc của làng xe đạp Việt Nam. Chúng ta có thể thấy khung cảnh rất đẹp tại khu vực mức xuất phát của chặng đua thứ 8 ngày hôm nay.
ở trong chặng đua này sẽ được nhắc lại là các vận động viên sẽ thi đấu 20 vòng quanh hai cây cầu nổi tiếng của thành phố Huế, đó là cầu Trường Tiền và cầu Phú Xuân. Một vòng như vậy sẽ dài khoảng 2,1 km, tức là lộ trình đua của các vận động viên trong ngày hôm nay sẽ là khoảng 42 km. Trên màn ảnh chúng ta đây là tay đua đang tạm thời giữ chiếc áo xanh. Sau 7 chặng đua vừa qua, tay đua Đỗ Tuấn Anh của dược Domestic Hub. Và có một chi tiết rất thú vị là ở trong ngày 16 tháng 4, khi mà cuộc đua cúp truyền hình năm 2015 này diễn ra ngày duy nhất, diễn ra hai chặng đua, một chặng buổi sáng, một chặng buổi chiều, thì ở trong ngày 16 tháng 4 đó, ở trong cả hai chặng đua, Đỗ Tuấn Anh đều là người đã cán mức trước tiên. Lúc này thì tất cả các vận động viên đều đã sẵn sàng để chuẩn bị xuất phát. Vận động viên đang tạm thời giữ chiếc áo đỏ. Và lúc này ở trên bảng xếp hạng đồng đội thì vào lúc này thì đội Hàng Ngọc Trời An Giang đang dẫn đầu và xếp ngay ở phía sau với khoảng cách chỉ khoảng hơn một phút, đó là các tay đua của đội quân khu 7. Lúc này thì đại diện của ban tổ chức đã phất cờ cho các vận động viên xuất phát thi đấu chặng đua thứ 8 của cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 27 năm 2015 non sông liền một dải. Chặng đua diễn ra với 20 vòng quanh hai cây cầu Trường Tiền và Phú Xuân tại thành phố Huế. Và như thường lệ ở trong những chặng đua như thế này thì trọng tài sẽ dẫn các vận động viên đi một vòng để làm quen với cung đường thi đấu trước khi cho họ chính thức xuất phát. Chúng ta có thể thấy các vận động viên đang di chuyển với tốc độ giới hạn qua cầu Trường Tiền. Ngày hôm nay thì điều kiện thời tiết trời đang có nắng nhưng không quá gắt, không có gió mạnh và nhiệt độ cũng chỉ khoảng 30-31 độ C. Không phải là những điều kiện quá khó khăn đối với các tay đua, đặc biệt khi mà ngày hôm nay họ thi đấu với một lộ trình khá ngắn. Chúng ta đang được thấy toàn cảnh các vận động viên di chuyển qua cầu Trường Tiền. Lúc này thì các vận động viên đã xuống hết cầu Trường Tiền để rẽ trái vào đường Trần Hưng Đạo. Đây là lúc mà các khán giả của chương trình có thể theo dõi một cách toàn cảnh và rõ ràng nhất toàn bộ cung đường đua của chặng đua ngày hôm nay, khi mà các vận động viên vẫn đang đi với nhau thành một tấp đông với tốc độ giới hạn của trọng tài, chưa có những cuộc bứt phá. Bởi vì khi có những cuộc bứt phá với tốc độ cao thì có lẽ chúng ta sẽ chỉ tập trung vào chính các vận động viên ở trên màn hình mà sẽ không kịp để theo dõi những khung cảnh rất đẹp ở trong vòng đua ngày hôm nay. Bây giờ thì các vận động viên đã
rẽ trái lại từ đường Trần Đạo vào cầu Phú Xuân. Có thể nhận thấy ngày hôm nay thì ban tổ chức địa phương với lực lượng công an và cảnh sát giao thông đã làm việc rất tốt khi đã ngăn một phần đường để phục vụ cho việc thi đấu của các đội đua, và việc lưu thông của người dân vẫn được thực hiện ở bên một phần đường còn lại. Các vận động viên đã xuống hết cầu Phú Xuân để rẽ lại vào đường Lê Lợi và chuẩn bị xuất phát chính thức. Trọng tài đã phất cờ báo hiệu chặng đua thứ 8 được xuất phát chính thức. Và chúng ta ngay lập tức đã được thấy các vận động viên đẩy tốc độ lên rất cao ở trong đoạn đường thẳng này. Xin được nhắc lại là chặng đua ngày hôm nay sẽ diễn ra với 20 vòng quanh cầu Trường Tiền và cầu Phú Xuân tại thành phố Huế. Tổng chiều dài của chặng đua này là 42 km, tức là một vòng đua sẽ diễn ra trong vòng khoảng 2,1 km. Chiếc áo vàng sau 7 chặng đua đang tạm thời do tay đua Hồ Huỳnh Vạn An của ekip Hàng Ngọc Trời An Giang nắm giữ. Còn chiếc áo xanh đang do tay đua Đỗ Tuấn Anh của Dược Đô Mexico Đồng Tháp tạm giữ sau 7 chặng đua đã qua. Các vận động viên đang thi đấu ở trên cầu Trường Tiền. Rất nhanh chóng, họ đã xuống hết cầu Trường Tiền và rẽ trái vào đường Trần Đạo. Chúng ta sẽ theo dõi chặng đua ngày hôm nay. Với chắc chắn là sẽ có rất nhiều những cuộc bứt phá, những cuộc tấn công của các vận động viên, giống như là điều mà họ đã thực hiện ở trong suốt cả 7 chặng đua vừa qua. Ở trong 7 chặng đua đã qua của cúp truyền hình năm nay thì tốc độ trung bình của các chặng đua đều không thấp hơn 40 km/h. Trong đó chặng đua thứ 6 từ thành phố Đồng Hới, Quảng Bình đi về đích tại trước nghĩa trang liệt sĩ đường 9 đã diễn ra với tốc độ lên đến gần 45,8 km/h. Đó là tốc độ cao nhất ở trong cả 7 chặng đua. Bây giờ thì các vận động viên đã lên cầu Phú Xuân và họ sẽ rất nhanh chóng quay trở lại với đường khu vực đường Lê Lợi để hoàn tất vòng đua đầu tiên. Ở trong chặng đua ngày hôm nay sẽ có hai vòng được tính điểm thưởng, đó là các vòng thứ 7 và vòng thứ 14. Vận động viên về đích đầu tiên ở vòng đua thứ 7 và vòng thứ 14 sẽ được cộng 5 điểm áo xanh, trong khi người giành chiến thắng ở trong chặng đua này sẽ được cộng 15 điểm áo xanh. Và với việc khoảng cách giữa các đội đua ở trên bảng xếp hạng áo xanh là không quá nhiều thì chắc chắn là cuộc đua tranh cho danh hiệu áo xanh trong chặng đua này sẽ diễn ra rất quyết liệt. Như vậy là tay đua Lê Văn Động của VTV Cần Thơ đã là người vượt qua mức đầu tiên ở vòng đua thứ nhất này. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với huấn luyện viên Trần Thôi để nghe những nhận định của anh. Thưa anh Thôi, chúng ta đã thấy các vận động viên hoàn tất xong vòng đua đầu tiên của chặng đua ngày hôm nay. Vậy thì anh có thể có những cái dự đoán như thế nào về diễn biến ở trong cái chặng đua ngày hôm nay không ạ? Theo tôi nhận định qua vòng đầu tiên thì tôi nhận thấy rằng là cái chiến thuật của đội Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay là đưa các vận động viên về một cúp đông và đưa những vận động viên mạnh của mình có nước rút tốt để giành chiến thắng riêng cho đội mình. Vâng, chúng ta đều đã được nghe rất nhiều các huấn luyện viên cũng đã có đồng quan điểm với anh Trần Thôi ở trong những cái chặng đua trước đây, khi mà ekip VOS Thành phố Hồ Chí Minh và Mazda Sim Thành phố Hồ Chí Minh vẫn luôn là một ekip được đánh giá rất cao.
đặc biệt là ở trong những cái chặng đua nước rút này. Tuy nhiên chúng ta cũng có thể thấy rằng ở trong một vài chặng đua vừa qua thì cũng đã có những cái bất ngờ xảy ra khi mà tay đua được đánh giá rất mạnh như là Lê Văn Duẩn lại thường không đạt được những thành tích tốt ở những khu vực nước rút như thế này. Mà như ở hai chặng đua trước đây thì Đỗ Tuấn Anh của Dược Đô Mexico Đồng Tháp đã giành chiến thắng. Rồi thậm chí là cả Trần Văn Quyền, tay đua của ekip quân 7 của anh cũng đã vượt qua được tay đua Lê Văn Duẩn. Vậy thì anh đánh giá sao về cái vấn đề này, khi mà có vẻ như có phải các vận động viên của thành phố vẫn chưa thực sự bộc lộ sức mạnh của mình ở trong những chặng đua đã qua hay không ạ? Thì theo tôi đánh giá, vận động viên Lê Văn Duẩn và vận động viên Lê Việt Minh là một trong những vận động viên có nước rút tốt nhất Việt Nam hiện nay. Thì qua những trận vừa rồi thì theo tôi nghĩ thì do là vận động viên Duẩn và vận động viên Minh có thể là bị kẹt lại cái vị trí về nước rút không thuận lợi, nên họ bị không thể bung hết sức mình trong những cái mét cuối cùng của trận đua mà đã thua Tuấn Anh và Quyền. Thì tôi nghĩ là trong trận ngày hôm nay, nếu như các vận động viên này chọn điểm địa điểm tốt thì các vận động viên này vẫn chiến thắng trong cái trận đua ngày hôm nay. Vâng, chúng ta đã vừa được nghe những nhận định của huấn luyện viên Trần Thôi về những diễn biến có thể sẽ diễn ra ở trong trận đua ngày hôm nay. Lúc này thì theo thông báo từ phía trọng tài, các vận động viên đã hoàn tất vòng đua đầu tiên với thời gian là 2 phút và 43 giây, đạt tốc độ trung bình lên đến hơn 46 km/h. Đó quả thực là một tốc độ rất cao ở trong những cuộc đua đường trường. Bây giờ thì các vận động viên đã rẽ lại vào đường Lê Lợi để chuẩn bị hoàn tất vòng đua thứ hai. Như vậy tay đua đã hoàn tất vòng đua thứ hai, trước tiên là một tay đua của ekip quân khu 7, tay đua mang số đeo 96 Trần Đức Tiến. Thưa anh Thôi, chúng ta cũng đã biết rằng ekip quân 7 của anh hiện nay cũng đang sở hữu một tay đua rất mạnh về nước rút, đó là Trần Văn Quyền. Vậy thì đối với đội quân 7 của anh thì ở trong chặng đua ngày hôm nay, anh sẽ chỉ đạo cho các vận động viên của mình thi đấu chiến thuật như thế nào? Thì theo tôi, trận ngày hôm nay thì chúng tôi tập trung chủ yếu vào vấn đề là phải đảm bảo an toàn, kết thúc trận đua ngày hôm nay một cách an toàn nhất. Thì nhưng chúng tôi vẫn đặt ra một mục tiêu cho vận động viên của tôi là vận động viên Trần Văn Quyền nằm đeo bám cùng các vận động viên đang cùng tranh chấp điểm áo xanh và cố gắng là đạt được số điểm tốt nhất để tiếp tục tranh chấp áo xanh. Vâng, anh có nghĩ rằng vào lúc này thì dù Trần Văn Quyền vẫn luôn được đánh giá là một tay đua có khả năng cạnh tranh tốt với lại Lê Văn Duẩn, với lại Đỗ Tuấn Anh hay là Lê Nguyễn Minh, tuy nhiên có vẻ như các đồng đội của Trần Văn Quyền ở trong thời gian vừa qua vẫn chưa thực sự hỗ trợ một cách hiệu quả nhất cho tay đua này ở trong những mét nước rút tại trước khu vực đích đến hay không ạ? Anh nhận định rất là đúng. Thì với lực lượng của vận động viên của chúng tôi hiện nay thì chúng tôi tham gia với một ekip là quân khu 7. Còn các đội khác thì các đội đều tham gia với hai đội thì cái lực lượng đông hơn. Thì như thế thì trên những cái đoạn mà để giúp cho vận động viên Quyền có vị trí tốt khi trước khi về đích thì rất là khó khăn cho chúng tôi. Thì chúng tôi phải nỗ lực hết sức để đưa vận động viên Quyền lên tới dàn trên các vận động viên trên đầu để vận động viên Quyền bung hết sức, thì đó là một cái mất lợi thế của chúng tôi hiện nay. Vâng, nhưng mà hy vọng rằng ở trong những chặng đua sắp tới cũng như là trong thời gian sắp tới thì các vận động viên của ekip quân 7 nói chung và cả tay đua Trần Văn Quyền nói riêng nữa sẽ thi đấu tốt hơn, có nhiều kinh nghiệm hơn ở trong chặng đua, và khi đó sẽ hỗ trợ tốt hơn cho các vận động viên chủ lực của mình. Bây giờ chúng ta quay trở lại với diễn biến của đường đua. Các vận động viên đang thi đấu ở vòng đua thứ 3 và họ đang vượt qua cầu Phú Xuân. Và thấy các vận động viên đều đang duy trì tốc độ rất cao ở trong chặng đua này, và có một top vận động viên đã tách ra được khỏi đoàn đông ở phía sau với khoảng cách là khoảng hơn 10 giây so với top đông ở phía sau này. Xin được nhắc lại là các vận động viên đang thi đấu ở vòng thứ 3 và ở vòng đua thứ 7 thì sẽ là vòng đua có tính điểm thưởng. Như vậy là lúc này thì tay đua mang số đeo 31, tay đua Hồ Hoàng Sơn của Thanh Sơn Hóa Nông đã là người vượt qua mức trước tiên ở vòng đua thứ 3 này.
và khoảng cách giữa top vận động viên đi đầu với top vận động viên ở phía sau vẫn đang được duy trì khoảng hơn 10 giây. Tốc độ vẫn đang được các vận động viên duy trì rất cao, khoảng hơn 45 km một giờ. Và họ đã vượt qua 3 vòng đua đầu tiên, sẽ còn 4 vòng đua nữa phía trước. Để trước khi các vận động viên thực hiện vòng rút tính điểm áo xanh đầu tiên ở trong chặng đua này. Xin được nhắc lại là ở trong vòng đua thứ 8 thì sẽ có 2 vòng tính điểm thưởng áo xanh. Đó là các vòng đua thứ 7 và vòng đua thứ 14. Chúng ta hãy điểm qua về các vận động viên đang xếp đầu ở trên bảng xếp hạng áo xanh. Dẫn đầu là Đỗ Tuấn Anh của Dược Domescom Tháp với 46 điểm. Tay đua Lê Văn Duẩn của VUS Thành phố Hồ Chí Minh có cùng 46 điểm nhưng xếp ở vị trí thứ 2 do có tổng hạng kém hơn so với tay đua Đỗ Tuấn Anh. Ở vị trí thứ 3 là Nguyễn Vũ Linh của Dược Domescom Tháp với 41 điểm. Vị trí thứ 4 đó là Lê Nguyệt Minh của Magnasium Thành phố Hồ Chí Minh với 40 điểm. Và tay đua Trần Văn Quyền của ekip Quân khu 7 là người hiện đang xếp ở vị trí thứ 5 với 38 điểm. Như vậy là khoảng cách giữa Trần Văn Quyền với người xếp ở vị trí đầu tiên là 8 điểm. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với hiện trường để cùng gặp gỡ với biên tập viên Việt Anh. Kính thưa quý vị khán giả, cuộc đua xe đạp cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 27 năm 2015 non sông liền một giải, vinh dự nằm trong chương trình lễ quốc gia để chào mừng 40 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Và hôm nay chặng đua thứ 8 được diễn ra tại thành phố Huế và được đông đảo người dân cố đô Huế chào đón nồng nhiệt như những chiến sĩ của 40 năm trước trong chiến dịch Hồ Chí Minh tiến về giải phóng Sài Gòn. Và các thành viên trong đoàn đua đều rất cảm động trước những tình cảm nồng ấm mà người dân Huế dành cho đoàn. Và thưa quý vị, bây giờ xin mời quý vị hãy đến với phần trao đổi ngắn với ông Lê Xuân Bình, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Thừa Thiên Huế. Xin chào ông. Thưa ông, có thể nói là vòng đua quanh cầu trường Tiền Phú Xuân ở thành phố Huế luôn là một vòng đua mang nhiều ý nghĩa với cuộc đua cúp truyền hình xuyên Việt. Vậy thì ông có thể cho biết cái cảm nghĩ của ông trong buổi sáng ngày hôm nay và sự phối hợp giữa tỉnh Thừa Thiên Huế và ban tổ chức như thế nào để có thể tổ chức một cách chu đáo và suôn sẻ chặng đua được truyền hình trực tiếp ngày hôm nay? Năm nay để chào mừng cuộc đua xe đạp tranh cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 27 năm 2015 đến Thừa Thiên Huế, Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Thừa Thiên Huế cùng với các ban ngành đã phối hợp tổ chức cái sự kiện chặng đua thứ 8 trận tiền Phú Xuân. Trong đó người dân Thừa Thiên Huế cũng như thành phố Huế hết sức phấn khởi và vui mừng nồng nhiệt và có mặt sáng hôm nay với một tinh thần hết sức là phấn khởi để chào mừng các vận động viên xuất sắc của 12 tỉnh thành ngành trong cả nước về tham dự cuộc đua trận tiền Phú Xuân. Đây là một cuộc đua hết sức có ý nghĩa và được tổ chức truyền thống cứ mỗi lần cuộc đua do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức thì chặng trận tiền Phú Xuân lại được triển khai và tổ chức rất là tốt. Người dân thành phố Huế hết sức là phấn khởi và thấy rằng đây là một trách nhiệm cũng như đón các vận động viên để làm sao cuộc đua tổ chức thành công. Và Sở Văn hóa Thể thao Du lịch cũng sẽ làm tốt cái chức năng cùng phối hợp với các ngành để tuyên truyền vận động cho người dân, cổ vũ cũng như động viên tất cả các vận động viên thi đấu để đạt được cái kết quả cao nhất, góp phần vào thành công chung của cuộc đua ở tranh cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 27 được diễn ra ở chặng trận tiền Phú Xuân, đạt được kết quả yêu cầu theo như mục đích và ý nghĩa cuộc đua lần này. Và đồng thời thay mặt cho ngành văn hóa thể thao du lịch Thừa Thiên Huế, người dân thành phố Huế, chúng tôi xin chân thành cảm ơn các cơ quan ban ngành cũng như là Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh đã luôn quan tâm và tổ chức cuộc đua lần này đến với thành phố Huế. Dạ vâng, xin cảm ơn ông và cũng xin cảm ơn những tình cảm nồng hậu của người dân Huế cũng như là sự phối hợp chặt chẽ của các ban ngành của tỉnh Thừa Thiên Huế và chúc cho chặng đua ngày hôm nay sẽ thành công. Xin cảm ơn ông Lê Xuân Bình. Và thưa quý vị, bây giờ xin mời quý vị hãy quay trở lại với diễn biến của cuộc đua cùng với bình luận viên Quang Huy và huấn luyện viên Trần Thôi. Chúng ta tiếp tục quay trở lại với diễn biến ở trong chặng đua này. Lúc này thì các vận động viên đang chuẩn bị kết thúc vòng đua thứ 5. Ở trong hai vòng đua thứ 3 và thứ 4 thì các tay đua của Thanh Sơn Hóa Nông đang là những người dẫn đầu. Tuy nhiên chúng ta có thể nhận thấy là ở trong tốc đồng này thì những vận động viên mạnh, những đội đua mạnh, đội đánh giá cao cũng đều đang làm những đầu máy kéo ở phía trên.
đặc biệt là ekip VOS Thành phố Hồ Chí Minh và Magnasium Thành phố Hồ Chí Minh. Rồi cả những đội cũng đang muốn cạnh tranh các thứ hạng cao ở trên bảng xếp hạng đội, như là Hạt Ngọc Trời An Giang đội đang dẫn đầu, rồi Quân Khu 7, rồi ADC Truyền hình Vĩnh Long và Dược Domestic Đồng Tháp. Chúng ta hãy xem tay đua nào sẽ vượt mức đầu tiên ở vòng đua thứ 5 này. Thì các vận động viên đang vượt qua khỏi cầu Phú Xuân, và đây là tấp đông, còn các vận động viên ở tấp đi đầu thì đã vượt qua cầu Phú Xuân rồi. Tốc độ trung bình ở trong những phút vừa qua đều hơn 45 km/h, và tay đua mang số đeo 31 Hồ Hoàng Sơn của Thanh Sơn Hóa Đông một lần nữa đã là người vượt qua mức trước tiên ở vòng đua thứ 5. Trên mảnh chúng ta đây là các vận động viên ở tốc đông phía sau, dẫn đầu đang là các tay đua của Magnasium Thành phố Hồ Chí Minh, VOS Thành phố Hồ Chí Minh, và ở phía bên cạnh là các tay đua của đội Quân Khu 7. Các vận động viên đang thi đấu vòng đua thứ 6. Diễn biến ở trên đường đua đang cho thấy các vận động viên của tất cả các đội đều đang nỗ lực tấn công, và họ đang đẩy tốc độ lên rất cao với những sự tấn công bứt phá này, chứ không chỉ là việc các đội kèm cặp nhau, ghìm nhau chặt lại và vì vậy sẽ cái tốc độ giảm xuống. Cả năm vòng đua vừa qua, theo thông báo từ trọng tài thì tốc độ trung bình đều lên đến hơn 45 km/h, trong đó vòng đua đầu tiên đã đạt tốc độ trung bình lên đến gần 47 km/h. Lúc này thì chúng ta thấy các vận động viên đã vượt qua khỏi cầu Trường Tiên. Đây là tốc đông của đoàn đua. Vòng đua không quá dài, điều kiện thời tiết khá thuận lợi, mặt đường tốt. Điều đó đang giúp cho các vận động viên có thể thi đấu với tốc độ rất cao. Chúng ta đang tiếp tục thấy trên màn hình đó là các vận động viên ở tốp đông. Lúc này thì tốp đông đã bắt đầu rẽ vào cầu Phú Xuân, nhưng ở phía trước thì nhóm vận động viên đi đầu đã vượt qua khỏi cầu Phú Xuân rồi, và họ đang chuẩn bị để hoàn tất vòng đua thứ 6. Xin được nhắc lại là sau vòng đua thứ 6 này thì ở vòng đua thứ 7 sẽ là vòng rút có tính điểm thưởng. Trọng tài đã bắt đầu rung chuông để báo hiệu cho các vận động viên rằng vòng đua tiếp theo sẽ là vòng rút tính điểm áo xanh. Chúng ta hãy xem các vận động viên sẽ vượt qua, vận động viên nào sẽ là người vượt qua vòng đua thứ 6 này trước tiên. Ở cả 3 vòng đua vừa qua thì các tay đua của Thanh Sơn Hóa Đông đều là những người vượt qua mức đến trước tiên, và ở vòng đua này thì sao? Như vậy là lúc này thì tay đua đã vượt qua mức trước tiên là tay đua mang số đeo 43 Nguyễn Thành Tuấn của ekip Bến Tre. Tuy nhiên chúng ta có thể thấy các vận động viên mạnh ở trong những vòng đua như thế này vẫn chưa thể hiện hết sức mạnh của mình, chưa thể hiện hết khả năng của mình, bởi vì đây là những vòng đua chưa có tích điểm, mà vòng đua tiếp theo, vòng đua thứ 7 mới là vòng đua có tích điểm áo xanh. Tất cả các vận động viên ở tốp đông đã vượt qua khỏi mức đến và hoàn tất vòng đua thứ 6. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với vòng đua thứ 7, tức là vòng đua có tính điểm áo xanh ở trong chặng đua này, cùng với vòng đua thứ 14 nữa. Đây là vòng tính điểm áo xanh đầu tiên ở trong chặng đua thứ 8. Các vận động viên ở tốp đông đã bắt đầu lên cầu Trường Tiên. Khoảng cách giữa nhóm vận động viên đi đầu với các vận động viên ở tốp đông vẫn đang duy trì khoảng hơn 15 giây.
Trên bảng chúng ta đây là các vận động viên ở trong top đông vẫn đang do những tay đua của Magnasium Thành phố Hồ Chí Minh, VOS Thành phố Hồ Chí Minh dẫn đầu ở một hàng, và hàng kế bên là các tay đua của quân khu 7. Ở trong những vòng đua như thế này thì ngoài việc những tay đua mạnh về nước rút sẽ cạnh tranh với nhau để tìm vị trí thuận lợi cho mình trên bảng tổng sắp áo xanh, thì những đội đua mạnh đang tranh chấp ở trên bảng tổng sắp đồng đội cũng sẽ phải đeo bám và dè chừng đối phương của mình rất kỹ để có thể đảm bảo được vị trí, không để cho đối phương vượt qua. Chúng ta chuẩn bị đến với nước rút ở khu vực đích đến khi các vận động viên sẽ hoàn tất vòng đua thứ 7. Xin được nhắc lại, vận động viên đi đầu sẽ giành được 5 điểm áo xanh. Và hãy xem tay đua nào là người vượt qua mức trước tiên để giành 5 điểm áo xanh cho mình. Trong khi các vận động viên ở trong tiếp đồng mới bắt đầu lên cầu Phú Xuân thì những vận động viên đi đầu đã vượt qua cầu Phú Xuân và rẽ lại vào đường Lê Lợi để chuẩn bị hoàn tất vòng đua thứ 7 này. Đây là các vận động viên đi đầu. Chúng ta hãy xem tay đua nào vượt qua mức trước tiên ở vòng đua thứ 7 có tỷ lệ máu xanh. Nước rút của các vận động viên và tay đua mang số đeo 34 của Thanh Sơn Hóa Nông là Nguyễn Phạm Quốc Khang đã là người vượt qua mức trước tiên ở vòng đua thứ 7 có tính điểm áo xanh. Lúc này thì các vận động viên ở top đồng mới xuống hết cầu Phú Xuân, rẽ lại vào đường Lê Lợi để chuẩn bị hoàn tất vòng đua thứ 7. Khoảng cách giữa top vận động viên đi đầu với top sau lúc này là khoảng 20 giây. Ta sẽ cùng nghe những nhận định của huấn luyện viên Trần Thôi về những vòng đua đã qua. Thưa anh Trần Thôi, với việc tay đua của Thanh Sơn Hóa Nông, đó là tay đua mang số đeo 34 Nguyễn Phạm Quốc Khang đã là người vượt qua mức ở vòng thứ 7 tính điểm áo xanh đầu tiên, thì anh đánh giá như thế nào về cái cuộc tranh chấp ở trong những cái vòng đua có tính điểm áo xanh trong chặng đua ngày hôm nay cho đến thời điểm này ạ? Tôi nghĩ trong thời điểm này thì sau cái điểm tính điểm đầu tiên và cũng như thế và tính điểm thứ hai thì đoàn tiếp đông phía sau vẫn để cho các vận động viên trước thực hiện hết các vòng đua đó. Tuy nhiên còn những vòng cuối thì tôi nghĩ là tiếp đông sẽ bắt kịp tiếp đầu và sẽ đưa tốc độ lên cao để đưa các vận động viên nước rút của mình mà tung nước rút về đích. Như vậy theo anh lúc này thì các đội đua mạnh vẫn chưa bung hết sức của mình và vẫn để cho những vận động viên có thể nói là không có nhiều hy vọng tranh chấp áo xanh, có thể thoải mái bước đi phải không ạ? Đúng rồi thưa anh, thì các vận động viên phía trên này dù có ăn hai cái nhức điểm áo xanh cũng không ảnh hưởng đến lại cái thành tích áo xanh của các vận động viên đang tranh chấp phía dưới. Vâng, có thể nói rằng ngày hôm nay thì chắc chắn là cuộc cạnh tranh cho các vị trí ở trên bảng xếp hạng áo xanh sẽ diễn ra vô cùng quyết liệt. Bởi vì như chúng tôi đã thông báo ở phần đầu thì khoảng cách từ vận động viên dẫn đầu là đội Tuấn Anh và lúc này cho tới vận động viên xếp ở vị trí thứ 5 đó là Trần Văn Quyền của ekip quân khu 7 chỉ cách nhau có vỏn vẹn là 8 điểm mà thôi. Trong khi đó vận động viên có thể giành chiến thắng ở trong chặng đua sẽ giành được số điểm lên đến 15 điểm. Như vậy là chỉ cần rút thắng chặng và các đồng đội của mình có thể kèm đối thủ lại ở phía sau thì mọi thứ hạng ở trên bảng tổng sắp về áo xanh này có thể sẽ thay đổi và thay đổi rất nhiều. Chúng ta hãy chờ đợi những cuộc bứt phá sẽ diễn ra như thế nào ở trong những vòng đua sắp tới. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với hiện trường để gặp gỡ với biên tập viên Việt Anh. Yeah.
Kính thưa quý vị, chúng tôi xin được nhắc lại là cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 27 năm 2015 được vinh dự nằm trong chương trình lễ quốc gia chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Và lúc này, trước khi chúng ta tiếp tục đến với diễn biến của cuộc đua thì xin mời quý vị hãy cùng theo dõi buổi trao đổi ngắn với ông Nguyễn Quý Hòa, Thành ủy viên Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng giám đốc Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, trưởng ban tổ chức cuộc đua. Thưa ông, có thể nói là ngày hôm nay thì cuộc đua đã đi được 1/3 chặng đường với 7 chặng đua rất là hấp dẫn và được đánh giá là chuyên môn rất là cao, và bên cạnh đó thì cũng có rất là nhiều hoạt động mang ý nghĩa uống nước nhớ nguồn để giáo dục tư tưởng cho các thế hệ trẻ, các vận động viên trẻ tham gia cuộc đua ngày hôm nay. Vậy thì ngày hôm nay ông có mặt tại Huế và theo dõi chặng đua trực tiếp này thì ông có đánh giá như thế nào về cuộc đua tính đến thời điểm này ạ? Điều đầu tiên có thể nói là cái cảm xúc của tôi cũng rất đặc biệt khi mỗi lần quay trở lại Huế về một cái vùng đất rất là gợi nhiều những cái kỷ niệm đẹp trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước từ xa xưa đến nay. Người dân Huế rất là hiền hòa và rất là dễ thương, cảnh ở đây cũng rất là đẹp. Có lẽ đây là một cái điều mà khi ai đến Huế cũng đều như thế. Tôi có thể nói đến giờ này mà nói như là các bạn thấy đấy, thì công tác tổ chức cuộc đua có thể nói là rất công phu, rất chu đáo, cho nên là 1/3 chặng đường cũng đã sắp hoàn thành của cuộc đua năm nay, đã cho thấy là nhiều yếu tố của cuộc đua đã được thực hiện hết sức là trôi chảy và tạo ra những cái hiệu ứng về xã hội rất là lớn. Cụ thể như là về yếu tố chuyên môn cuộc đua thì nhiều dự đoán luôn luôn là bị đổ vỡ và thay đổi. Và tốc độ cuộc đua năm nay ấy, có thể nói là đã tạo ra rất nhiều cái yếu tố bất ngờ, như chặng đua từ Hà Nội đi Thanh Hóa, một cung đường rất là dài nhưng mà tốc độ trung bình lên tới 46 km/h. Rồi những chặng đua có đèo núi rất cam go nhưng mà tốc độ cuộc đua cũng đã trên 40 km/h. Đây có thể nói là hứa hẹn cho một cái sự bứt phá ngày càng ngoạn mục và mang nhiều bất ngờ cho đến đích đến tại trưa 30 tháng 4 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tôi rất hài lòng về cái chất lượng chuyên môn cuộc đua năm nay. Năm nay về công tác tổ chức ấy, cũng đã có nhiều cái chuẩn bị hết sức là an toàn cho cuộc đua. Đặc biệt là tôi thấy cái vai trò của C67 của bên Bộ Công an đã mở đường và khóa đuôi cho cuộc đua, làm cho cuộc đua trở nên hết sức là tự tin, an toàn tuyệt đối. Công tác bảo vệ lộ trình của các địa phương cũng tạo cho cuộc đua hết sức là thuận lợi. Và năm nay về cái hoạt động từ thiện và uống nước nhớ nguồn về truyền thống, tôi thấy cũng là những cách làm hết sức sáng tạo của các ban tổ chức cuộc đua. Cái việc hình ảnh của các cháu thiếu nhi nghèo hiếu học được nhận xe đạp có thể nói là một cái hình ảnh hết sức là thân thương, và nó cũng đã góp phần làm cho từng cháu có thể đến trường một cách kịp thời, có giờ và có sức khỏe để học tập. Việc các cái vận động viên, các ban tổ chức đã hướng dẫn các cái đoàn đua đến viếng mộ các cái danh nhân, những người có công với nước, và đặc biệt là hoạt động về truyền thống cũng đã có những cái đi vào chiều sâu. Thực sự là mỗi một thành viên trong đoàn đua đã thực sự cảm thấy mình có trách nhiệm hơn đối với Tổ quốc và nhớ ơn nhiều những người đi trước đã tạo cho một cái cuộc sống hòa bình, phát triển và hòa bình như là hiện nay. Về ý nghĩa chính trị của cuộc đua năm nay, tôi cũng đã thấy là ban tổ chức cuộc đua cũng đã tạo ra một cái sự hiệu ứng rất là mạnh mẽ do chương trình quốc gia đã đưa cuộc đua này vào ban tổ chức lễ 40 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Chính vì vậy mà các ngành các cấp, rồi đặc biệt là khán giả truyền hình địa phương của 7 chặng đua vừa qua đã hưởng ứng rất nhiệt liệt. Và tôi đi đến đâu cũng nghe người ta nói về cuộc đua non sông liền một dài. Rõ ràng thông điệp cuộc đua cũng đã cho thấy là cái tính chính trị của cuộc đua và cái sự hưởng ứng của khán giả cả nước về một cái sự kiện văn hóa, thể thao nhưng mà mang cái tính chính trị hết sức là sâu sắc. Đặc biệt là chúng ta đang kỷ niệm hết sức trọng đại một cái tháng 4 ý nghĩa lịch sử, và chỉ vài ngày nữa thôi tại Hội trường Thống nhất, đoàn đua cũng sẽ là tiết mục cuối cùng của lễ duyệt binh, diễu binh và diễu hành. Chúng ta hãy chờ đón xem những thành tích của trọng đua kết thúc tại Hội trường Thống nhất có những cái dự báo hết sức là tốt đẹp cho cái cuộc đua của năm nay.
Dạ, xin cảm ơn ông Nguyễn Quý Hòa. Và thưa quý vị, bây giờ xin mời quý vị hãy tiếp tục đến với diễn biến của chặng đua ngày hôm nay cùng với bình luận viên Quang Huy và huấn luyện viên Trần Thôi. Chúng ta tiếp tục quay trở lại với những diễn biến của cuộc đua. Và trên mảnh lúc này là nhóm vận động viên đi đầu. Ở trong nhóm đầu này có khoảng 9 vận động viên. Họ đang có khoảng cách là 15 giây, khoảng 15 giây so với các vận động viên ở tấp đông phía sau. Và nhóm vận động viên đi đầu này đang chuẩn bị để hoàn tất vòng đua thứ 10. Tức là họ đã kết thúc một nửa lộ trình đua của ngày hôm nay. Các vận động viên ở tấp đông vẫn đang duy trì một khoảng cách không quá lớn so với nhóm chính tay đua đi đầu. Khoảng cách chỉ 15 giây như vậy sẽ dễ dàng bị săn lấp bất cứ lúc nào nếu như các vận động viên ở phía sau muốn đuổi theo và đồng lòng tăng tốc để đuổi theo các vận động viên ở phía trên. Trên bảng chúng ta đây là các vận động viên ở trong nhóm đầu. Và như vậy tay đua mang số đeo 111 của Bình Dương đã là người vượt qua mức đầu tiên ở vòng đua thứ 10 này. Như vậy là nhóm 10 vận động viên đi đầu này đã hoàn tất một nửa lộ trình đua của chặng đua thứ 8 ngày hôm nay. Còn bây giờ thì các vận động viên ở tấp đông đã vượt qua mức đến. Như vậy là tất cả các vận động viên đều đã hoàn thành xong một nửa lộ trình đua. Chúng ta sẽ cùng tiếp tục nghe những nhận định của huấn luyện viên Trần Thôi về những diễn biến ở trên đường đua. Thưa huấn luyện viên Trần Thôi, ở trong mỗi chặng đua thì người ta hay nhắc nhiều đến những cuộc cạnh tranh cho các vị trí ở trên bảng tổng sắp áo vàng, các vị trí về áo xanh, rồi những vị trí trên bảng xếp hạng đồng đội. Vậy thì theo anh, ở trong cái chặng đua ngày hôm nay, chặng đua thứ 8 vòng quanh hai cầu Trường Tiền và Phú Xuân tại thành phố Huế, thì đâu sẽ là cuộc cạnh tranh nóng nhất giữa các cái cuộc cạnh tranh các vị trí, các thứ hạng trên bảng xếp hạng đó? Thì theo tôi thì cái trận đua ngày hôm nay về những cái thứ hạng như là đồng đội, áo đỏ, áo vàng thì sẽ không ảnh hưởng nhiều, nhưng tất cả các đội đều tập trung vào cái tranh chấp áo xanh là cái tranh chấp chính trong cái trận đua ngày hôm nay. Vâng, vậy thì theo đánh giá thì ở trong trận đua ngày hôm nay với cái đường đua như thế này thì cái cuộc cạnh tranh áo xanh, đặc biệt là ở khu vực nước rút trước đích đến thì sẽ diễn ra như thế nào? Tôi nghĩ đây là một cái chặng đua hết sức khó khăn cho các vận động viên có nước rút, bởi vì là trước khi về đích là vào một cái cua, thì vào cái cua này thì cái khoảng độ dài không đủ để các vận động viên để bung hết sức của mình ra. Thì cái quan trọng nhất tôi nghĩ là đây là sẽ là một chiến thắng cho bất kỳ một vận động viên nào chọn cái vị trí tốt nhất, không hẳn là vận động viên có nước rút. Chỉ cần chọn vị trí tốt thì vận động viên đó có thể chiến thắng ở trận đua ngày hôm nay. Vâng, như vậy thì theo anh nói chiến thắng có thể thuộc về bất cứ một vận động viên nào, không hẳn là vận động viên có nước rút. Quan trọng là họ có được cái vị trí tốt khi mà bắt đầu từ cầu Phú Xuân rẽ lại vào đường Lê Lợi để về đích. Như vậy thì đó có phải là không phải là một cái cuộc cạnh tranh về sức mạnh của các vận động viên nước rút mà ở trong ngày hôm nay sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến cái việc đó là về chiến thuật thi đấu của các đội, đặc biệt là ở trong những cái vòng đua cuối cùng hay không ạ? Tôi nghĩ đó là điều chính xác, bởi vì là để chọn được cái vị trí tốt nhất thì các vận động viên phải chọn từ rất xa và tranh chấp và từ các vòng trước khi về đích để giành vị trí thuận lợi, thì khi đó thì mới đủ cái khoảng cách mà các vận động viên rút về đích. Vâng, đó là những nhận định của Lê Trần Thôi về cuộc tranh chấp cho danh hiệu áo xanh ở trong chặng đua thứ 8 này. Lúc này thì các vận động viên đã hoàn tất xong vòng đua thứ 11 và đi đầu đang là tay đua mang số đeo 31, tay đua của Thanh Sơn Hóa Nông Hồ Hoàng Sơn. Như vậy là cho đến thời điểm hiện tại, Hồ Hoàng Sơn đã có đến 3 lần vượt qua mức trước tiên ở trong chặng đua ngày hôm nay. Tuy nhiên đó đều là những vòng đua không có tính điểm, không phải là những vòng đua quan trọng nhất. Tuy nhiên như vậy là lúc này thì tất cả các vận động viên đều đã hoàn thành xong 11 vòng đua.
Và xin hãy nhớ rằng ở vòng đua thứ 14 thì đó là vòng đua có tính điểm áo xanh trong chặng đua này. Như vậy thì trước mắt các vận động viên sẽ còn lại khoảng hơn 2 vòng nữa mà thôi, chúng ta sẽ biết được tay đua nào giành được thêm 5 điểm áo xanh ở trong vòng nước rút vòng đua thứ 14. Chắc chắn là vào lúc này thì các đội đua cũng như các tay đua mạnh đều đang có những toan tính cho riêng mình. Chúng ta thấy các vận động viên ở trong top đông đang vượt qua cầu Trường Tiên. Và xin được nhắc lại là khoảng cách giữa top vận động viên ở phía sau với nhóm 10 vận động viên đi đầu chỉ khoảng 15 giây mà thôi. Đó không phải là một khoảng cách đảm bảo an toàn cho các vận động viên đi đầu. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với khu vực hiện trường để gặp gỡ với biên tập viên Việt Anh. Đẹp chưa? Thưa quý vị, và trước khi chúng ta tiếp tục với diễn biến của chặng đua thì bây giờ xin mời quý vị hãy cùng gặp gỡ với ông Nguyễn Đức Minh, giám đốc khu vực 3 tập đoàn Hoa Sen. Xin chào ông Minh, có thể nói là năm nay thì tập đoàn Hoa Sen là nhà tài trợ chính của chương trình và chặng đường cũng đã đi được 1/3, và ông đánh giá như thế nào sau 7 chặng đua của cuộc đua năm nay? Giải đua xe đạp đã được tổ chức 26 năm với hơn 2.000 lượt tay đua tham gia. Và năm nay đã bước sang năm thứ 27, thì nhìn lại đây là một chặng đường không phải là ngắn. Và với sự nỗ lực của ban tổ chức và các nhà tài trợ để giải đấu được duy trì thường niên và liên tục như thế này là một điều rất đáng ghi nhận. Và với sự trưởng thành qua từng năm, tôi nhận thấy quy mô và công tác tổ chức của giải đấu năm nay rất là chặt chẽ và chuyên nghiệp. Và với sự làm việc và chuyên nghiệp của các vận động viên và tổ trọng tài thì tôi hy vọng rằng giải đấu năm nay sẽ thành công tốt đẹp, mang lại nhiều điều bất ngờ thú vị cho khán giả trên khắp cả nước mà tập đoàn Hoa Sen rất vinh dự được đồng hành. Xin cảm ơn ông Nguyễn Đức Minh, và bây giờ chúng ta quay trở lại với bình luận viên Quang Huy cùng huấn luyện viên Trần Thôi. Chúng ta tiếp tục quay trở lại với những diễn biến của cuộc đua. Lúc này thì các vận động viên đã hoàn tất vòng đua thứ 12. Và như vậy là họ đang thi đấu ở vòng đua thứ 13. Vòng đua tiếp theo nữa sẽ là vòng có tính điểm áo xanh. Chúng ta sẽ một lần nữa cùng nghe những nhận định của huấn luyện viên Trần Thôi. Thưa anh Thôi, ở vòng đua có tính điểm áo xanh đầu tiên thì một tay đua của Thanh Sơn Hóa Nông đã là người vừa có mức trước tiên, chứ không phải là những cái tên mà những người hâm mộ xe đạp vẫn thường nhớ đến khi nhắc về nước rút như là Lê Văn Duẩn, như là Đỗ Tuấn Anh, như là Trần Văn Quyền. Vậy thì theo anh nghĩ ở trong cái vòng đua thứ 14 sắp tới cũng là một vòng có tính điểm áo xanh thì các tay đua mạnh có bắt đầu lên tiếng hay chưa ạ? Hay là họ vẫn duy trì cái khoảng cách so với các vận động viên đi đầu giống như là suốt trong khoảng gần 10 vòng đua vừa qua? Theo tình hình hiện nay thì tôi thấy là các vận động viên mạnh vẫn để cho các vận động viên top trên là lấy điểm áo xanh ở trên. Tuy nhiên ở vòng cuối thì các vận động viên mạnh sẽ bắt kịp. Tức là các vận động viên đi đầu này lúc này dù có lấy thêm 5 điểm áo xanh nữa vẫn sẽ không ảnh hưởng nhiều đến cái cuộc tranh chấp cho các thứ hạng ở trên bảng xếp hạng áo xanh. Vậy theo anh, lúc này chúng ta có thể nhận thấy ở trên bảng xếp hạng áo xanh 4 tay đua xếp đầu thì có thể chia ra là 2 tay đua của Dược Domestic Đồng Tháp, 1 của VOS Thành phố Hồ Chí Minh và 1 của Magnasium Thành phố Hồ Chí Minh, tức là 2 ekip đến từ Đồng Tháp và 2 tay đua đến từ ekip Đồng Tháp và 2 tay đua đến từ các ekip của Thành phố Hồ Chí Minh. Rồi ngay sau đó là tay đua Trần Văn Quyền của đội Quân 7 của anh. Vậy thì anh nghĩ như thế nào về cái cuộc cạnh tranh ở khu vực đích đến đó khi mà nhìn vào bảng xếp hạng vào lúc này thì có vẻ như các tay đua của Đồng Tháp và các vận động viên của Thành phố Hồ Chí Minh đang là những vận động viên có lợi thế nhất. Anh nhận định rất là chính xác. Thì theo tôi thấy thì vận động viên Đỗ Tuấn Anh hiện nay là bằng điểm với động viên Lê Văn Duẩn. Tuy nhiên là vận động viên Đỗ Tuấn Anh được xếp trên do tổng hạng là
cao hơn. Còn vận động viên Nguyễn Vũ Linh của Đồng Tháp cũng xếp trên vận động viên Lê Nguyệt Minh, thì đây là một cái lợi thế rất lớn cho đội Đồng Tháp khi đội Đồng Tháp có thể là bắt cặp và tìm cách là rút thắng vận động viên phía dưới của mình để bảo toàn cái số điểm của mình. Vâng, đó là những nhận định của huấn luyện viên Trần Thôi về cuộc cạnh tranh cho danh hiệu, cho điểm số áo xanh ở trong chặng đua ngày hôm nay. Còn lúc này thì các vận động viên đang chuẩn bị hoàn tất vòng đua thứ 13 và trọng tài đang rung chuông để báo hiệu cho các vận động viên biết rằng ở vòng đua tiếp theo sẽ là vòng có tính điểm áo xanh. Như vậy là người đã vượt qua mức đầu tiên ở trong vòng đua vừa rồi là vận động viên mang số đeo 111 Nguyễn Văn Thế của ekip BTV Bình Dương. Lúc này thì khoảng cách giữa nhóm vận động viên đi đầu với các vận động viên ở tốc đầu phía sau vẫn đang là 15 giây. Và ở phía sau thì vẫn đang do các vận động viên của Magnasium làm với mình, VOS thành phố Hồ Chí Minh làm những đầu máy kéo để duy trì tốc độ cho đoàn đông này. Các vận động viên đang thi đấu vòng đua thứ 14, tức là vòng đua có tính điểm áo xanh ở trong chặng đua này. Và chúng ta hãy nhớ rằng ở trên bảng xếp hạng áo xanh thì xin được nhắc lại là thi đua Đỗ Tuấn Anh của Dược Domex Công Tháp đang là người dẫn đầu với 46 điểm. Anh có cùng số điểm với thi đua Lê Văn Duẩn của VOS thành phố Hồ Chí Minh, nhưng Đỗ Tuấn Anh xếp trên nhờ hơn về tổng hạng. Và Đỗ Tuấn Anh chính là thi đua đã thi đấu rất xuất sắc ở trong hai chặng đua diễn ra vào ngày 16 tháng 4, khi anh đã là người về đích trước tiên ở trong cả hai chặng đua đó. Còn ở trong chặng đua thứ 8 ngày hôm nay thì ở vòng đua có tính điểm áo xanh đầu tiên, tức là vòng đua thứ 7, thì tay đua mang số đeo 34, tay đua Nguyễn Phạm Quốc Khang của Thanh Sơn Hóa Nông đã là người vượt qua mức trước tiên để dành cho mình 5 điểm. Và chúng ta hãy chờ xem ở trong vòng đua thứ 14 này thì tay đua nào sẽ là người vượt qua mức trước tiên để dành 5 điểm. Bây giờ chúng ta sẽ cùng quay trở lại hiện trường để gặp gỡ với biên tập viên Việt Anh. Thưa quý vị, như Việt Anh cũng đã nói ngay từ đầu chương trình ngày hôm nay là khi mà đoàn đua có mặt tại Huế thì đã được nhân dân Huế dành cho một cái tình cảm rất là nồng hậu. Và bây giờ Việt Anh xin mời quý vị hãy cùng gặp gỡ với một người dân của cố đô Huế, anh Lê Tấn Thành. Xin chào anh, đầu tiên thì anh có thể giới thiệu về mình cho khán giả được biết không ạ? Xin cảm ơn chị. Tôi là Lê Tấn Thành, vận động viên xe đạp phong trào của công ty du lịch, một thành viên thành phố Huế. Nhìn anh như thế này thì tôi cũng đã biết là anh cũng là một tay đua phong trào rồi. Vậy thì ngày hôm nay khi mà anh có mặt vào sáng nay để theo dõi cái chặng đua này, vậy thì anh có thể cho quý vị khán giả được biết là cái tình cảm của mình dành cho cuộc đua cúp truyền hình như thế nào được không? Trước hết, cho phép tôi gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến ban tổ chức cuộc đua, đặc biệt là Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Năm nào cũng có tổ chức cuộc đua liền non sông liền một giải để cho chúng tôi được mạng nhạc. Những người đam mê xe đạp chúng tôi được chiêm ngưỡng và được hâm mộ. Và năm nay thì ý nghĩa đặc biệt là 40 năm non sông liền một giải, cho nên ý nghĩa cuộc đua nó càng lớn hơn. Và người dân Huế chúng tôi thì rất là hâm mộ, thậm chí chúng tôi rào rực mấy hôm nay để mà được thưởng thức, được xem cái cuộc đua, góp phần làm cho cái phong trào xe đạp của Huế nói riêng và toàn quốc nói chung là phát triển rất là mạnh mẽ. Xin cảm ơn anh rất nhiều và bây giờ chúng ta hãy quay lại với diễn biến của chặng đua ngày hôm nay. Quý vị và các bạn mới, chúng ta quay trở lại với diễn biến của vòng đua thứ 14, vòng đua có rút tính điểm áo xanh. Lúc này thì tay đua mang số đeo 81 của ekip Hà Nội, đó là tay đua Lê Anh Dũng đã là người vượt qua mức trước tiên để dành cho mình 5 điểm áo xanh ở trong vòng đua này. Khoảng cách giữa Lê Dũng tay đua dẫn đầu ở trong nhóm vận động viên đi đầu với các vận động viên ở tốc độ phía sau vẫn đang là 15 giây. Và như vậy là phía trước các vận động viên sẽ chỉ còn lại 6 vòng đua nữa là chặng đua ngày hôm nay sẽ kết thúc. Và như vậy là cho đến lúc này thì tất cả những tay đua mạnh về nước rút như là Lê Văn Duẩn, như là Đỗ Tuấn Anh, Lê Nguyệt Minh hay Trần Văn Quyền đều vẫn chưa lộ diện. Còn những vận động viên đã rút thắng ở trong hai mốc tính điểm áo xanh trong ngày hôm nay là những vận động viên không có nhiều sự tranh chấp ở trên bảng tổng sắp áo xanh.
cả Lê Anh Dũng, người vừa rút thắng ở trong vòng đua thứ 14 vừa rồi, và tay đua mang số đeo 34 Nguyễn Phạm Quốc Khang của Thanh Sơn Hóa Nông. Và lúc này không có tên ở trong số 30 vận động viên dẫn đầu ở trên bảng tổng sắp áo xanh sau 7 chặng đua đã qua. Vì vậy mà chúng ta có thể hiểu rằng các tay đua mạnh, các đội đua mạnh ở phía sau dễ dàng bỏ cho các vận động viên này vượt lên phía trước và có thể vượt qua mức tính điểm áo xanh một cách dễ dàng mà không chịu những áp lực từ sự đeo bám của các tay đua mạnh ở phía sau. Tuy nhiên chắc chắn là diễn biến ở trong thời gian những vòng đua còn lại sẽ rất khác. Lúc này thì các vận động viên đang chuẩn bị hoàn tất vòng đua thứ 15. Chúng ta xem tay đua nào sẽ là người vượt mức trước tiên ở vòng đua thứ 15 này. Kết thúc vòng đua thứ 15 này là các vận động viên đã vượt qua được 3/4 lộ trình đua của chặng đua ngày hôm nay. Trên màn chúng ta đây là nhóm các vận động viên đi đầu. Họ đã xuống hết cầu Phú Xuân và rẽ lại vào đường Lê Lợi để chuẩn bị vượt qua bước đến. Kết thúc vòng đua thứ 15. Như vậy là tay đua mang số đeo 81 của Hà Nội vẫn đang là người dẫn đầu. Tuy nhiên khoảng cách với các vận động viên ở tấp đồng phía sau đang bắt đầu bị thu hẹp lại. Rõ ràng là các vận động viên ở tấp đồng đang đẩy tốc độ lên để đuổi theo nhóm 10 vận động viên đi đầu. Rõ ràng là những diễn biến ở trên đường đua đang bắt đầu trở nên rất hấp dẫn khi mà ở trong top đầu tiên vào lúc này cũng chỉ còn có 8 vận động viên chứ không phải là 10 vận động viên như ở trong những vòng đua trước. Đã có 2 vận động viên bị rớt lại và khoảng cách giữa top 8 vận động viên đầu với top đồng ở phía sau cũng đang bắt đầu được thu hẹp. Chắc chắn là ở trong những vòng đua tiếp theo thì diễn biến sẽ còn trở nên hấp dẫn hơn nữa khi mà tốc độ đang càng lúc càng được các vận động viên đẩy lên cao hơn. Bây giờ thì một lần nữa chúng ta sẽ quay trở lại với hiện trường để gặp gỡ với biên tập viên Việt Anh. Vâng, thưa quý vị, lúc này đứng bên cạnh Việt Anh là ông Phạm Lê Tấn Phong, giám đốc trung tâm truyền thông tập đoàn Tân Hiệp Phát. Thưa ông, có thể nói Tân Hiệp Phát là người bạn đồng hành nhiều năm với cuộc đua cúp truyền hình. Vậy thì ông có đánh giá như thế nào khi với những 7 chặng đua đã qua với những cuộc tranh tài rất là hấp dẫn và có hy vọng như thế nào về những chặng đua còn lại của cuộc đua năm nay? Trước hết tôi rất là cảm ơn ban tổ chức đã tin cậy để cho tập đoàn Tân Hiệp Phát có cơ hội để tham gia đồng hành với cái cuộc đua xe đạp cúp truyền hình năm 2015 lần thứ 27. Thì trong 7 chặng đua qua thì cũng 1/3 đường đua rồi. Thì theo tôi thấy rằng là cũng như mọi năm là các tay đua cũng hết sức nỗ lực và cái thành quả nó cũng không kém gì những năm trước đây. Và đặc biệt là cái công tác tổ chức càng ngày càng chuyên nghiệp hơn và cũng tạo ra sự hấp dẫn không chỉ đối với những người hâm mộ mà ngay cả trên suốt chặng đường đua thì các người hâm mộ ở các địa phương cũng rất là đông. Thì đó chứng tỏ rằng cái sự thành công của giải của chúng ta mỗi ngày một lớn hơn. Và Tân Hiệp Phát cũng rất lấy làm vinh dự là tiếp tục đồng hành lần thứ 18 đối với cái cúp xe đạp truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Dạ vâng, xin cảm ơn ông Tấn Phong cũng như những tình cảm của ông dành cho cuộc đua và hy vọng là Tân Hiệp Phát sẽ tiếp tục là người bạn đồng hành của cúp truyền hình trong nhiều năm tới nữa. Xin cảm ơn ông và bây giờ xin mời quý vị hãy tiếp tục quay trở lại với diễn biến của chặng đua ngày hôm nay. Ta quay trở lại với những diễn biến của đường đua. Lúc này thì các vận động viên đã hoàn tất vòng đua thứ 16 và vượt qua mức trước tiên là tay đua mang số đeo 112 Trần Quốc Dũng của ekip BTV Bình Dương. Tuy nhiên chúng ta hãy nhìn lại ở trên màn hình để có thể thấy rằng vào lúc này thì tất cả các vận động viên đều đã bắt lại với nhau thành một đoàn đông
không còn chia ra làm hai top giống như ở cách đây khoảng hai vòng đua nữa. 8 vận động viên đi đầu và lúc này đã bị top đông ở phía sau bắt dính lại, và tất cả các vận động viên mạnh, tất cả các đội đua mạnh đều đang đi cùng với nhau ở trong top đông này. Như vậy là sẽ chỉ còn có 4 vòng đua nữa mà thôi để cho các vận động viên, đặc biệt là các đội, các vận động viên sẽ có sự toan tính về mặt chiến thuật để hỗ trợ cho những vận động viên chủ lực của mình ở trong những mét nước rút cuối cùng và đưa các vận động viên chủ lực này về các vị trí thuận lợi để có thể tung nước rút về đích và giành chiến thắng ở trong chặng đua ngày hôm nay. 4 vòng đua cuối cùng và chúng ta đã thấy tất cả các tay đua đều đang duy trì tốc độ rất cao ở trong chặng đua vòng đua thứ 17 này. Một lần nữa chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với huấn luyện viên Trần Thôi. Thưa anh Trần Thôi, ở trong vòng đua quanh quảng trường Hồ Chí Minh tại thành phố Vinh, Nghệ An thì vận động viên của anh tay đua Trần Văn Quyền đã là người giành chiến thắng chặng khi mà vượt qua những tay đua rất mạnh khác về nước rút để vượt qua mức trước tiên ở cái vòng đua đó. Vậy thì ở trong cái vòng đua ngày hôm nay, trước khi bước vào thi đấu thì anh đã căn dặn các cái vận động viên của mình như thế nào trước khi họ bước vào thi đấu ạ? Thì trước khi vào thi đấu trận này, tôi đã dặn các học trò của tôi là tập trung chủ yếu vào đảm bảo an toàn cho trận thi đấu ngày hôm nay để dành sức và thi đấu trận ngày mai. Như vậy theo anh thì cái trận đua ngày mai, cái trận leo đèo từ thành phố Huế này vào Đà Nẵng với đèo Hải Vân sẽ là một trong những trận có ý nghĩa rất là quyết định đến cái cuộc đua năm nay phải không ạ? Tuy nhiên anh có nghĩ rằng với những gì đang diễn ra ở trên đường đua, với cái vị trí của các vận động viên ở trong top đầu, khi mà chúng ta thấy các vận động viên của quân khu 7 cũng đang có mặt ở trong cái nhóm dẫn đầu của đoàn đông như vậy, thì anh có hy vọng rằng một cái tay đua nào đó nữa của đội quân 7 sẽ lại tạo nên một cái chiến thắng giống như là ở trong cái vòng đua quanh quảng trường Hồ Chí Minh tại thành phố Vinh hay không ạ? Thì là một huấn luyện viên thì ai cũng mong vận động viên của mình chiến thắng của một mỗi trận đấu. Thì các vận động viên của tôi thì tôi cũng rất mong muốn là các vận động viên tôi thể hiện hết sức của mình để giành thành tích tốt nhất về cho đơn vị. Chúng ta quay trở lại với những diễn biến ở trên đường đua. Vào thời điểm cuối của chặng đua này thì có cảm giác như những diễn biến đang khá giống với vòng đua ở quanh quảng trường Hồ Chí Minh tại thành phố Vinh. Khi mà sau khi kết thúc vòng đua thứ 17 thì tay đua của quân 7, tay đua mang số đeo 92 Huỳnh Thanh Tùng đang vượt lên trước để cố gắng tách khỏi đoàn đông. Điều này sẽ khiến cho các tay đua ở phía sau nếu như muốn tranh chấp các thứ hạng cao buộc phải tăng tốc độ hơn nữa để đuổi theo Huỳnh Thanh Tùng. Còn ngược lại, nếu như họ vẫn duy trì việc đeo bám nhau để kèm cặp các đối thủ ở trên bảng tổng sắp áo xanh thì Huỳnh Thanh Tùng sẽ có lợi thế để vượt đi và có thể hoàn toàn có thể trở thành tay đua một mình về đích ở trong chặng đua ngày hôm nay. Và bất kỳ một việc nào ở trong những dự đoán đó xảy ra thì chắc chắn là những diễn biến của đường đua cũng sẽ trở nên rất hấp dẫn. Tuy nhiên chúng ta có thể thấy ở trên màn hình thì khoảng cách giữa Huỳnh Thanh Tùng với các vận động viên ở phía sau là không quá xa. Hãy xem các vận động viên ở tấp đông sẽ thi đấu như thế nào với việc một tay đua đang thoát lên phía trước. Và đó cũng không phải là một tay đua yếu, không phải là một tay đua kém và sức bền. Huỳnh Thanh Tùng là một tay đua có khả năng rất tốt của xe đạp đường trường Việt Nam. Và anh đã từng hai lần được tập huấn tại trường xe đạp quốc tế của OCI tại Thụy Sĩ. Các vận động viên đã rẽ vào cầu Phú Xuân. Lúc này thì nhìn trên màn hình chúng ta đã thấy Huỳnh Thanh Tùng đã không thể thoát ra được. Anh đã bị các vận động viên ở top phía sau bắt lại và tất cả các vận động viên lại tiếp tục duy trì thành một top đông để vượt qua cầu Phú Xuân, chuẩn bị vượt qua mức đến hoàn tất vòng đua thứ 18. Dẫn đầu ở trong top đông này vẫn đang là những chiếc áo đỏ của VOS thành phố Hồ Chí Minh và ngay phía sau là những tay đua của Magnasium thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên các vận động viên của những đội đua mạnh khác
như là Quân khu 7, như là ADC Truyền hình Vĩnh Long hay Hạt Ngọc Trời An Giang, rồi Dược Domex Cồn Tháp cũng đang nỗ lực để thi đấu. Các vận động viên như vậy là đã hoàn tất vòng đua thứ 18 và dẫn đầu đang là tay đua mang số 7, tay đua Trần Thanh Điền của ekip VFS Thành phố Hồ Chí Minh. Trần Thanh Điền chính là tay đua đã đoạt được chiếc áo vàng chung cuộc của cuộc đua xe đạp cúp truyền hình năm 2013. Như vậy là các vận động viên đang thi đấu vòng đua thứ 19. Họ đang rẽ vào cầu Trường Tiên. Lúc này thì đoàn đông đang kéo ra thành một nhóm, một đoàn khá dài để vượt qua cầu Trường Tiên. Tuy nhiên dẫn đầu thì vẫn chỉ là những tay đua của các đội đua mạnh như VOS Thành phố Hồ Chí Minh, rồi Magnasium Thành phố Hồ Chí Minh mà thôi. Có thể nhận thấy ở trên màn hình vào lúc này thì cả 7 tay đua mặc áo đỏ của VOS Thành phố Hồ Chí Minh đều đã xếp lên phía trên tạo thành một hàng, kéo các vận động viên ở phía sau. Rõ ràng là ekip VOS Thành phố Hồ Chí Minh đã tạo ra được cho mình một vị trí rất thuận lợi trước khi kết thúc chặng đua ngày hôm nay. Thôi, chúng ta cũng đã thấy ở trên hình và lúc này thì VOS Thành phố Hồ Chí Minh đang tạo ra được một vị trí hết sức thuận lợi khi những tay đua của họ đang là những người dẫn đầu ở trong top đông này. Vậy thì theo anh, với cái vị trí hiện tại, có phải VOS Thành phố Hồ Chí Minh đã là đội đua thuận lợi nhất ở trong những mét nước rút trước khi về đích ở trong chặng đua ngày hôm nay không ạ? Thì tôi nghĩ đó là điều rất là chính xác. Đội VOS đã tạo một cái vị trí thuận lợi để cho vận động viên mạnh của mình về đích tại chặng ngày hôm nay. Thì đây là một cái công sức lao động của các vận động viên VOS rất là đáng ghi nhận. Thì các viên này đã dẫn đầu đoàn đua từ làm chủ đoàn đua từ lúc xuất phát đến giờ. Thì tôi nghĩ vị trí này là rất có thể sẽ giúp cho các vận động viên VOS được thành tích thắng chặng ngày hôm nay. Vâng, đó là những nhận định của huấn luyện viên Trần Thôi về ưu thế ở trên đường đua vào lúc này, cũng như là về sự tích cực thi đấu của các vận động viên ở trong những vòng đua đã qua. Lúc này thì các vận động viên đang chuẩn bị hoàn tất vòng đua thứ 19. Các tay đua của VOS Thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang là những người dẫn đầu. Vẫn đang là các tay đua của VOS Thành phố Hồ Chí Minh làm những đầu máy kéo cho đoàn đông phía sau. Các vận động viên đang thi đấu ở trên cầu Trường Tiên. Lúc này thì các vận động viên đã xuống hết cầu Trường Tiên và rẽ vào đường Trần Hưng Đạo. Vòng đua cuối cùng đang diễn ra rất hấp dẫn khi mà tốc độ đang được các vận động viên đẩy lên rất cao. Tất cả những tay đua mạnh vẫn đang bám sát với nhau trong đoàn đông này. Những cuộc bứt phá nếu có sẽ chỉ có thể diễn ra khi các tay đua bắt đầu lên tới cầu Phú Xuân. Họ đã lên cầu Phú Xuân rồi và thời gian để các tay đua về đích là rất nhanh nữa mà thôi. Sau khi kết thúc, sau khi xuống hết cầu Phú Xuân thì các vận động viên sẽ rẽ lại vào đường Lê Lợi và khi đó thì họ sẽ bắt đầu tung nước rút về đích.
Các tay đua đang bắt đầu tung nước rút vào đích. Chúng ta xem tay đua nào là người vào đích đầu tiên ở trong trận đua này. Nước rút rất dũng mãnh của các cổ động viên. Như vậy là tay đua mang số 3. Như vậy là tay đua mang số 3, tay đua Lê Văn Duẩn của VOS Thành phố Hồ Chí Minh đã là người vượt qua mức trước tiên và đã thành tay đua giành chiến thắng ở trong trận đua này. Và đích ở vị trí thứ nhì là tay đua mang số 17, tay đua Lê Nguyệt Minh của Magnasium Thành phố Hồ Chí Minh. Và ở vị trí thứ ba là tay đua Trần Văn Quyền của ekip Quân khu 7. Tất cả những tay đua mạnh nhất về nước rút ở trong là sao Việt Nam hiện nay đều đã là những người về đích đầu tiên ở trong trận đua ngày hôm nay. Thưa anh Trần Thôi, với việc Lê Văn Duẩn là người cán mức đầu tiên, ở vị trí thứ nhì là Lê Nguyệt Minh, rồi ở vị trí thứ ba là đua Trần Văn Quyền của ekip quân 7 đội quanh, thì anh có thể nói rằng đây có phải là một kết quả không có gì bất ngờ ở trong trận đua này không ạ? Kết quả ngày hôm nay là chiến thắng của Thành phố Hồ Chí Minh là rất là xứng đáng. Họ đã làm chủ đoạn đường đua từ lúc xuất phát đến nay và đã chọn vị trí thuận lợi giúp cho hai vận động viên nước rút của họ có vị trí tốt nhất là Lê Văn Duẩn và Lê Nguyệt Minh về thắng nhất trận và nhì ngày hôm nay. Vận động viên của chúng tôi là Lê Văn Quyền đã về hạng ba, thì cũng tôi nghĩ đây là một thành quả rất là xuất sắc của em Trần Văn Quyền. Vâng, mặc dù chúng ta cũng đã được dự đoán rằng Lê Văn Duẩn sẽ có rất nhiều khả năng để thành tay đua và đích đầu tiên ở trong trận đua này, và sự thật thì Lê Văn Duẩn cũng đã là người vượt qua mức trước tiên, nhưng chúng ta cũng có thể thấy rõ sự nỗ lực thi đấu của các vận động viên của những đội đua khác, và đặc biệt là tay đua Lê Trần Văn Quyền của ekip quân khu 7 khi tay đua này đã về đích ở vị trí thứ 3. Khi mà chúng ta cũng phải nhớ rằng xét về sự hỗ trợ của các đồng đội thì Trần Văn Quyền không nhận được sự hỗ trợ hiệu quả từ các đội bằng những tay đua của VOS Thành phố Hồ Chí Minh và Magnasium Thành phố Hồ Chí Minh như là Lê Văn Duẩn hay là Lê Nguyệt Minh. Tuy nhiên, thưa huấn luyện viên Trần Thôi, vị trí thứ 3 ngày hôm nay của Trần Văn Quyền đối với anh có thể xem, dù anh nói là một thành công cũng rất đáng ghi nhận của Trần Văn Quyền, nhưng đối với anh có một cái sự tiếc nuối nào đó hay không khi mà Trần Văn Quyền đã không thể lặp lại được cái thành tích giống như là Trần Văn Quyền đã làm được ở cái vòng đua quanh quảng trường Hồ Chí Minh tại Thành phố Vinh ạ? Thì một lần nữa tôi đã nói là chiến thắng ngày hôm nay là rất xứng đáng cho hai vận động viên của Thành phố Hồ Chí Minh. Thì vận động viên Trần Văn Quyền của tôi là vận động viên có nước rút rất tốt. Tuy nhiên ở địa hình vòng đua đường về rút ngắn như thế này cũng là không phải là một lợi thế của vận động viên Trần Văn Quyền, nên là tôi một lần nữa tôi rất hài lòng với vận động viên của tôi. Như vậy là tay đua Lê Văn Duẩn của Thành phố Hồ Chí Minh đã giành trọn vẹn 15 điểm áo xanh ở trong trận đua này, và anh sẽ là người vươn lên dẫn đầu bảng tổng xếp áo xanh khi Lê Văn Duẩn đã có được tổng số điểm là 61 điểm, bởi vì tay đua Đỗ Tuấn Anh đã chỉ có xếp trên Lê Văn Duẩn ở trong trận này nhờ hơn ngoài tổng hạng mà thôi. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với tay đua Lê Văn Duẩn, người đã vào đích đầu tiên ở trong trận đua thứ 8, trận đua vòng quanh cầu Trường Tiền và Phú Xuân tại Thành phố Huế. Vâng, thưa quý vị, như vậy là về nhất ở trận này, trận đua vòng quanh cầu Trường Tiền Phú Xuân, đó chính là tay đua Lê Văn Duẩn của đội VOS Thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào Duẩn. Duẩn có thể cho biết là cái chiến thắng này đối với Duẩn cùng với các đồng đội của mình ở đội VOS Thành phố Hồ Chí Minh nó có ý nghĩa như thế nào hay không, và ngày hôm nay thì chiến thuật của đội mình là như thế nào? Dạ, thì theo như chị và các vị quý vị khán giả cũng biết qua chắc cả các trận đua vừa rồi thì Thành phố Hồ Chí Minh đã thắng rất là lớn ở trận đầu. Xong rồi kế đó cái trận tiếp tụi em thua liên tục. Rồi tới trận hôm nay tụi em quyết tâm. Ban huấn luyện đã chỉ đạo là phải em cũng như mình phải chiến thắng ngày hôm nay để giành được chiếc áo xanh từ tay đội Tuấn Anh. Tôi hiểu là lúc này bạn cũng đang rất là xúc động đúng không? Bởi vì sau những trận mà im hơi lặng tiếng thì bây giờ VOS Thành phố Hồ Chí Minh và đặc biệt là Lê Văn Duẩn, tay đua có thể nói được coi là ứng cử viên sáng giá của danh hiệu áo xanh của trận đua, của cuộc đua ngày hôm nay, thì đã trở thành là người chiến thắng ở trận đua này ở vòng quanh cầu Trường Tiền Phú Xuân. Vậy thì
bạn có thể nói ngắn gọn yếu tố nào tạo nên thành công cho bạn trong chặng đua ngày hôm nay? Dạ, yếu tố của em duy nhất là chỉ có tốc độ thôi. Nhưng mà em phải nhờ, riêng chiến thắng của em phải nhờ tất cả các anh em trong đội phải hỗ trợ cho em hết mình, em mới có thể chiến thắng ngày hôm nay. Xin cảm ơn Lê Văn Duẩn và bây giờ xin mời quý vị khán giả hãy cùng đến với buổi lễ trao thưởng của chặng đua thứ 8. Ngay sau đây, ban tổ chức xin tiến hành lễ trao thưởng cho 5 vận động viên đạt thành tích tốt nhất chặng đua thứ 8. Xin thay mặt ban trọng tài, xin công bố thành tích của vận động viên về nhất ở chặng đua ngày hôm nay. Lê Văn Duẩn là người giành chiến thắng với thành tích 58 phút 22 giây, đạt tốc độ trung bình 43,175 km/h. Vận động viên về hạng 5, xin mời vận động viên Đỗ Tuấn Anh của Dược Domesco Đồng Tháp. Hạng 4, mời vận động viên Mai Nguyễn Hưng của VOS Thành phố Hồ Chí Minh. Để trao thưởng cho hai vận động viên hạng 4 và hạng 5, chúng tôi xin kính mời ông Lê Xuân Bình, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế lên trao thưởng cho hai vận động viên. Xin cảm ơn ông Lê Xuân Bình và xin chúc mừng thành tích hai vận động viên. Tiếp theo, xin mời vận động viên hạng 3, tay đua Trần Văn Quyền của quân khu 7. Hạng 2, xin mời tay đua Lê Nguyệt Minh của Magnasium Thành phố Hồ Chí Minh. Và xin chúc mừng tay đua Lê Văn Duẩn của VOS Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi xin kính mời ông Phạm Văn Tuấn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao lên trao thưởng cho ba vận động viên. Xin được nhắc lại, hạng 3 tay đua Trần Văn Quyền của quân khu 7, hạng 2 Lê Nguyệt Minh của Magnasium Thành phố Hồ Chí Minh và hạng nhất Lê Văn Duẩn VOS Thành phố Hồ Chí Minh. Xin cảm ơn ông Phạm Văn Tuấn và xin chúc mừng thành tích của ba vận động viên. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa quý vị khán giả, như vậy chặng đua thứ 8 của đua xe đạp toàn quốc tranh cúp truyền hình lần thứ 27 năm 2015 non sông liền một giải đến đây đã kết thúc và thành công rất tốt đẹp. Thay mặt ban tổ chức, chúng tôi xin cảm ơn tất cả các sở ban ngành đã phối hợp với ban tổ chức cuộc đua để tổ chức một chặng đua thành công tốt đẹp. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì chương trình truyền hình trực tiếp chặng đua thứ 8 vòng quanh cầu Tràng Tiền Phú Xuân ở thành phố Huế xin được kết thúc. Rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và ngày mai thì đoàn đua sẽ bước vào thi đấu chặng thứ 9 từ thành phố Huế về Đà Nẵng đường dài 133 km. Xin cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi và xin cảm ơn Tôn Hoa Sen là nhà tài trợ chính của chương trình và nhãn hàng trà Thảo Mộc Dr. Thanh là nhãn hàng tài trợ đã đồng hành cùng chương trình. Xin chào tạm biệt.